Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 sẽ khai mạc vào ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ lễ hội thứ 11 do thành phố tổ chức. Năm 2019, trong hơn một tháng diễn ra lễ hội, Đà Nẵng đón gần 1 triệu lượt khách đến thành phố. Theo đó, sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đà Nẵng, kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến với thành phố bên bờ sông Hàn trước thêm sự kiện Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sắp diễn ra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã gửi thông điệp DIPF 2023 đến với toàn thể nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2023 được tái tổ chức sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là một sự kiện mang thương hiệu của thành phố Đà Nẵng chúng ta góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2023 để lễ hội pháo hoa thật sự là của mọi người và thành công tốt đẹp tôi đề nghị bà con nhân dân cán bộ chiến sĩ công chức viên chức người lao động và cộng đồng doanh nghiệp với chức trách nhiệm vụ của mình và tình yêu đối với thành phố hãy chung tay góp sức bằng những hành động việc làm cụ thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông vệ sinh an toàn thực phẩm bình ổn giá văn hóa văn minh đô thị với sự chung tay góp sức này sẽ góp phần xây dựng đà nẵng là điểm đến an toàn thân thiện xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân du khách trong và ngoài nước